Sau 9 năm thì Toy Story 4 đã chính thức quay trở lại và được đánh giá là bộ phim hoạt hình được chờ đợi nhất của tháng 6 bên cạnh Đẳng Cấp Thú Cưng 2. Tuy nhiên theo đánh giá của mình thì Toy Story 4 có nội dung khá tốt, nhưng nếu để so sánh với những phần trước thì có lẽ nó đã yếu thế hơn rất nhiều. Toy Story 3 từng được Disney và Pixar tuyên bố là phần cuối của loạt phim. Cái kết của Woody và các bạn đồ chơi đã khiến cho rất nhiều khán giả phải rớt nước mắt khi kết thúc. Thế nhưng sau đó thì nhà sản xuất lại một lần nữa đưa tác phẩm này quay trở lại với kỳ vọng sẽ tiếp tục hãi ra tiền từ thương hiệu phim ăn khách này. Câu chuyện đồ chơi kể về những món đồ chơi yêu thích của các em nhỏ khi ở bên con người, chúng chỉ là những đồ chơi vô tri vô giác. Nhưng khi vắng bóng chủ nhân thì chúng lại được thổi hồn trở thành những sinh vật rất thú vị, với đủ mọi loại tính cách và hỉ nộ ái ố. Kết thúc phần 3 khi Andy phải rời xa những món đồ chơi đáng yêu của mình, vậy nên anh chàng cảnh sát cowboy Woody cùng với nhóm bạn của mình đã có những người chủ mới. Cô bé Bonnie dễ thương và có rất nhiều ý tưởng táo bạo. Lần này thì Woody đã bị cho ra rìa, không còn là món đồ chơi yêu thích của chủ nhân nữa. Thế nhưng Woody tốt bụng không còn ích kỷ như xưa, thay vào đó là chàng cowboy luôn quan tâm lo lắng cho Bonnie, thậm chí còn hết lòng bảo vệ món đồ chơi mà cô bé yêu quý. Chuyến phiêu lưu của biệt đội đồ chơi chính thức bắt đầu khi cả gia đình Bonnie có chuyến dã ngoại đầy hấp dẫn trước khi Bonnie chính thức đi học. Trong cuộc hành trình này thì họ sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách khó khăn nhưng không kém phần thú vị, đồng thời còn gặp được những người bạn cũ đã từng rất thân nhưng đã quá lâu không gặp mặt. Công bằng mà nói thì kịch bản của phim được xây dựng khá tốt với những tình huống đầy thú vị và hài hước, nhưng nếu đặt lên bàn cân so sánh với các phần trước, đặc biệt là với phần 3 thì nó sẽ yếu thế hơn khá nhiều. Câu chuyện trong phim dù cảm động nhưng chưa thực sự đẩy được cảm xúc của khán giả lên cao trào. Cảm xúc của họ chỉ thoáng qua một chút và nó chưa đủ khiến người xem phải nghẹn ngào giống như khoảnh khắc Andy níu kéo Woody trong phần 3. Khoảnh khắc mà Woody phải lựa chọn tương lai của chính mình cũng chưa đủ sâu sắc và lẽ ra đây sẽ phải là một khoảng lặng khiến khán giả phải nghẹn ngào cảm xúc, nhưng cuối cùng thì họ chỉ giống như là một cuộc chia tay nhỏ, rồi ngay lập tức sẽ gặp lại vậy. Cuộc phiêu lưu của Woody với những người bạn đồ chơi của mình vẫn vui vẻ, căng thẳng và hài hước. Khán giả sẽ có những tiếng cười đầy sảng khoái với vô số hành động đáng yêu và tinh nghịch của các bạn đồ chơi. Song nhược điểm của bộ phim là lời thoại của các nhân vật quá nhiều, vô tình làm mất đi sự hấp dẫn vốn có đã được duy trì trong 3 phần trước. Toy Story 4 dù được nhiều khán giả đánh giá hấp dẫn, tuy nhiên với cá nhân của mình, chất lượng của phim chỉ được đánh giá ở mức độ khá tốt. Nếu như phần đầu phim được thể hiện tốt hơn, câu chuyện của các nhân vật trong phim được khai thác tốt hơn thì có lẽ chất lượng của phim sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Với mình thì mình đã theo dõi bản phụ đề nên mình đánh giá rất cao phần lồng tiếng của các nhân vật với giọng nói đầy truyền cảm và giàu cảm xúc. Đặc biệt là chất giọng của Tom Hanks, Tim Allen và John Cusack càng góp phần giúp cho bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Còn đối với bản lồng tiếng, theo đánh giá của một số khán giả thì khi theo dõi bản này phần lồng tiếng của các diễn viên Việt Nam khá ổn. Chỉ gặp phải điểm yếu là phần âm nhạc chuyển ngữ nên đã khiến cho phần âm nhạc kém đi hấp dẫn so với bản gốc khá nhiều. Phần hình ảnh của bộ phim được xây dựng khá tốt với những hình ảnh nhân vật sắc nét, bối cảnh phim ấn tượng. Các bé thì chắc chắn sẽ bị thu hút bởi những món đồ chơi đủ sắc màu với những tính cách và biểu cảm riêng biệt. Âm thanh của bộ phim cũng được xử lý ổn khi tận dụng được hệ thống âm thanh loa đa kênh trong rạp với những âm thanh xa gần, hai bên, trên dưới đặc biệt ấn tượng. Toy Story 4 dù sao vẫn là một bộ phim mà các bạn nên đến rạp để theo dõi nếu là fan của 3 phần trước. Còn với các bé thì mình tin rằng đây chắc chắn cũng sẽ là một tác phẩm hoạt hình đầy thú vị. Hiện nay thì phim được công chiếu trên toàn quốc. Chúc các bạn xem phim vui vẻ và đừng quên subscribe kênh YouTube của Rạp Chiếu Phim. Bọn mình sẽ còn quay trở lại trong những tác phẩm cuối cùng trong tháng 6 này. Xin chào!